Tin New York, Hoa Kỳ Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ trẻ em trong chiến tranh Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Benedicto Alza kêu gọi bảo vệ trẻ em trong chiến cuộc vì bảo vệ trẻ em ngày nay chính là phòng ngừa các xung đột trong tương lai. Trong bài tham luận hôm 9 tháng 7, 2018, tại cuộc thảo luận mở của Liên Hợp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Oza nhắc đến bản tường trình của ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc về mức độ kinh khủng và trầm trọng của những vi phạm và lạm dụng đối với các trẻ em trong các cuộc xung đột võ trang trên thế giới. Ngài nói, thật là đau lòng vì các trẻ em bị nhắm tới như những mục tiêu bị giết và bị sử dụng như những khiên thuẫn hoặc như bơm người. Đức Tổng giám mục Oza đặc biệt nhắc đến ba điểm. Trước hết là trách nhiệm hệ trọng phải hành động trước những cuộc tấn công trẻ em, như biến các em thành chiến binh, đưa các em vào vòng nô lệ tình dục, bắt cóc ồ ạt và các vụ bảo hành khác chống lại trẻ em. Thứ hai, cần ưu tiên tái hội nhập các trẻ em cựu chiến binh, các em bị kẹt trong chiến cuộc như thế, phải được coi như những nạn nhân. Cho dù dưới sự kiểm soát của các nhóm võ trang, có thể các em đã phạm những tội ác. Thứ ba, cần bảo đảm cho các trẻ em nạn nhân các cuộc xung đột quyền được giáo dục. Một nền giáo dục vững chắc là cách tốt nhất để bảo đảm cho các nạn nhân xung đột ngày nay trở thành những người xây dựng hòa bình trong tương lai. Trong lĩnh vực này, Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo địa phương đang tích cực dấn thân săn sóc nhiều trẻ em nạn nhân bạo lực qua các cơ cấu giáo dục tại các vùng xung đột.